Côn Tô nhất đoạn 15 thì chúng ta thấy rằng là Phaolô có nói về một tin lành. Chúng ta xem Phaolô nói gì đây. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Chúng ta thấy là Phaolô nói rằng là tin lành mà tôi đã rao giảng, ông nói tin lành mà ông đã rao giảng thì anh em phải đứng vững vàng ở trong đạo ấy. Ông nói là vì trong đạo ấy, vì nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi. Nhờ đạo mà Phaolô giảng, ông nói là nhờ đạo mà tôi giảng đó anh em được cứu rỗi. Bây giờ thì có nhiều tin lành lắm, nhiều tin lành lắm. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta phải nhận lãnh tin lành mà Phaolô giảng. Không có tin lành nào khác, tin lành mà Phaolô giảng thôi. Và chúng ta vững vàng ở trong đạo ấy, giữ lấy y như mà Phaolô đã giảng. Ông Phaolô nói là giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Giàu có tin cũng vô ích. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người tin lắm. Rất là nhiều người tin, nhiều người là con cái Chúa, là Cơ Đốc giáo, là con cái Chúa, vân vân. Nhiều người nói là theo Chúa. Nhưng mà họ tin cái gì? Họ tin cái gì? Có phải là tin tin lành của Phaolô giảng hay không? Hay là tin một cái tin lành nào khác? Chúng ta thấy thời kỳ Phaolô cũng vậy. Rất là nhiều người đến các hội thánh mà Phaolô đã từng gây dựng dạy dỗ đó, thì họ đến họ giảng một tin lành khác. Họ giảng một tin lành khác. Cho nên Phaolô mới viết bức thư này. Phaolô nói rằng là anh em phải tin tin lành mà tôi đã rao giảng, phải giữ lấy y như tôi đã giảng cho, còn nếu không thì anh có em có tin cũng vô ích. Có nghĩa là anh em chẳng được cứu. Phaolô nói là nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rồi, nhờ tin lành mà tôi giảng mà anh em được cứu rồi. Phaolô dám khẳng định tuyên bố như vậy. Còn nếu không anh em tin một tin lành khác thì tin cũng vô ích mà thôi.